Xin chào các bạn, mình là bé con đây và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Vậy là cái phiên bản 2.7 đã chính thức được ra mắt và cái nhân vật mới xuất hiện ở trong cái phiên bản này đó chính là Zeylan. Có lẽ là thời điểm này thì có rất là nhiều bạn đã sở hữu cái nhân vật này ở trong cái đội hình của mình rồi. Và mình cũng đã cố gắng là lấy một nhân vật Zeylan này về cái nick bên AC của mình với cái giá phải trả đây đó là cung mệnh 2 của Đài Lúc. Thế nhưng mà nó cũng không sao cả. Quan trọng ở đây là cuối cùng thì mình cũng đã sở hữu được nhân vật Zeylan. Và trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sự lựa chọn về bộ thánh nhân vật mà các bạn có thể sử dụng dành cho nhân vật Zeylan của mình. Có thể nó là những cái bộ 4 hoặc có thể nó là những cái bộ mix. Thì trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bộ thánh nhân vật đấy để các bạn có thể build cho nhân vật Zeylan của mình. Ngoài ra thì mình sẽ nói qua về những cái dòng chỉ số chính mà các bạn lựa chọn dành cho nhân vật này để những bạn nào mà chưa có hướng build cụ thể nào dành cho nhân vật Zeylan thì hy vọng là qua video này sẽ giúp cho các bạn có những cái lối build hợp lý dành cho nhân vật Zeylan của mình nhá. Và ok, không phải là mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Đầu tiên mình nghĩ là các bạn có thể build cho nhân vật Zeylan, khá là nhiều bạn đã farm cái bộ thánh nhân vật này rồi. Đó chính là cái bộ 4 dấu ấn ngăn cách. Cái bộ 4 dấu ấn ngăn cách nó có một cái ưu điểm ở đây đó là nó sẽ cho bạn cái hiệu quả nạp. Thì từ cái hiệu quả nạp các bạn có thể spam cái kỹ năng nộ của nhân vật Zeylan tốt hơn. Và ngoài ra thì cái bộ 4 món nó sẽ cho các bạn đó là sát thương kỹ năng nộ. Đó là cái sát thương mà có thể coi như là cái sát thương chủ lực của nhân vật Zeylan. Cho nên là cái bộ 4 dấu ấn ngăn cách là cái bộ mà gần như các bạn sẽ cố gắng là farm nhân vật này. Mà ngoài ra thì cái bộ 4 dấu ấn nó là cái bộ mà các bạn đã đi farm trong một khoảng thời gian rất là dài ấy. Kể từ cái thời điểm như các bạn farm cho Lôi Thần, cho Xiang Linh hay là cho các nhân vật khác các bạn sử dụng dấu ấn ấy, thì có lẽ là mình nghĩ là các bạn đã thừa rất là nhiều những cái món dấu ấn mà các bạn có sẵn ở trong người, nên là bộ 4 dấu ấn sẽ là những cái bộ mà các bạn có thể lựa chọn dành nhân vật Zeylan. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng bộ 4 tông thất cũng được. Bộ 4 tông thất thì nó sẽ có cái tác dụng đó là bút thêm cái chỉ số tấn công. Thì cái này thì nếu như các bạn đi cùng với các cái nhân vật mà chơi theo thiên hướng tấn công và trong cái team đấy các bạn chưa có nhân vật nào cầm 4 tông thất thì các bạn có thể mặc cái bộ đó là bộ 4 tông thất cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là về mặt sát thương thì nên chơi theo cái bộ 4 dấu ấn, nó sẽ là tối ưu hơn. Những cái bộ tiếp theo mà các bạn có thể mặc cho nhân vật Zeylan ở đây đó là chúng ta có thể mặc cái bộ mix dành cho nhân vật này. Những cái bộ mix mà các bạn có thể mặc cho nhân vật Zeylan ở đây thì sẽ bao gồm những cái bộ như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể mặc hai bộ trái tim châm luân để các bạn lấy 15% sát thương nguyên tố thủy. Và ngoài ra thì các bạn có thể mix thêm hai cái bộ nữa đó là hai tông thất để lấy 20% sát thương của kỹ năng nộ, hoặc là hai thiên nham để các bạn lấy 20% HP, hoặc là thậm chí các bạn có thể lấy bộ hai dấu ấn để các bạn lấy thêm 20% hiệu quả nạp. Thì nói chung là mix kiểu gì cũng được, tùy vào cái bộ nào các bạn có cái chỉ số ngon hơn thì các bạn mix. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là các bạn có thể mix đó là hai thủy và hai thiên nham, hoặc là hai thủy và hai tông thất. Thì đấy là hai cái bộ mà mình nghĩ các bạn có thể mix. Ngoài ra thì có một vài những cái bộ mà mình nghĩ là các bạn không nên farm cũng như là không nên sử dụng cho nhân vật Zeylan. Đầu tiên là bộ 4 thủy. Bộ 4 thủy thì các bạn không nên sử dụng cho nhân vật Zeylan, bởi vì là Zeylan thì các bạn sẽ đánh tập trung xoay quanh vào sát thương của kỹ năng nộ, trừ khi là các bạn có những cung mệnh cao như kiểu là cung mệnh 6 chẳng hạn ấy, thì các bạn lúc đấy có thể suy nghĩ đến trường hợp là các bạn chơi trọng kích, thì lúc đấy các bạn sử dụng 4 thủy thì nó cũng tạm tạm, nhưng mà mình nghĩ là dấu ấn thì nó vẫn mang cái phong thái của sát thương kỹ năng nộ tốt hơn. Nên là các bạn nếu như bạn nào đang ở C0 thì không nên chơi cái bộ 4 thủy, chơi thì chơi hai món thôi. Thì đấy chính là một vài những cái bộ thánh nhân vật mà các bạn có thể sử dụng dành cho nhân vật Zeylan của mình. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần chỉ số dành cho nhân vật Zeylan. Thì Zeylan thì các bạn có thể liên tưởng đó là chúng ta build giống như nhân vật Hu Tao, tức là chúng ta sẽ build xoay quanh chỉ số đó là cái chỉ số HP phần trăm. Và ngoài ra thì những cái chỉ số rất là quan trọng dành cho nhân vật Zeylan mà chúng ta cần phải build đó chính là tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích. Về cái tỷ lệ thì và sát thương thì cái này thì sẽ cần có khoảng thời gian để chúng ta trải nghiệm với nhân vật Zeylan để chúng ta đưa ra cái chỉ số sao cho nó phù hợp. Nên là cái này các bạn cố gắng là đợi ở trong những cái video tiếp theo nhé. Thế còn về các cái dòng chính của thánh nhân vật các bạn lựa chọn ở đây thì về ly chắc chắn chúng ta sử dụng đó là ly sát thương nguyên tố thủy. Đồng hồ chúng ta có thể sử dụng đó là đồng hồ phần trăm HP hoặc là đồng hồ phần trăm hiệu quả nạp. Cái này thì nó tùy thuộc vào cái hiệu quả nạp các bạn đang có ở trong người của mình từ cái bộ thánh nhân vật đấy. Cái ngưỡng nào mà mình nghĩ là các bạn có thể nên giữ cho nhân vật Zeylan ở đây đó là vào khoảng tầm từ 160 đến 180. Có thể là các bạn cao hơn tùy vào cái lối build của các bạn, nhưng mà mình nghĩ là khoảng tầm 160-180 là ok. Còn về nón thì các bạn sẽ sử dụng đó là nón tỷ lệ hầu, nón sát thương. Cái này thì tùy ý các bạn, nếu như các bạn có cái nón mà dòng phụ nó như thế nào nó đẹp ấy thì các bạn có thể sử dụng. Thậm chí là các bạn có thể sử dụng một cái nón tăng phần trăm HP cũng được. Nếu như cái dòng off phụ của các bạn có tỷ lệ và sát thương mà các bạn cường hóa lên rất là cao thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái nón HP cũng được. Nên cái này không hề vấn đề gì hết. Quan trọng là các bạn sẽ xoay quanh ba cái nón chính, đó là nón tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích hoặc là HP phần trăm. Đấy, một trong ba cái nón đấy.
Thường thì mình thấy là các bạn nên chơi đó là nón sát thương mục kích hoặc nón HP phần trăm, bởi vì là Zeylan là nhân vật đột phá tăng tỷ lệ, cho nên các bạn build cái tỷ lệ cho nhân vật Zeylan thì nó khá là dễ, nó không giống như là Cinquil. Thì đấy chính là cái dòng chính mà các bạn build ở thánh di vật. Ok, trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào cái bộ thánh di vật cũng như là những cái dòng chính thôi. Thế còn về cái chỉ số cụ thể dành cho nhân vật Zeylan thì cái này chúng ta sẽ cần có khoảng thời gian cụ thể để chúng ta trải nghiệm thêm về nhân vật này, và từ đó thì mình mới có thể làm cái video về chỉ số nhân vật được để cho các bạn coi. Nên là các bạn cố gắng là đợi ở trong những cái video sau nhá. Và ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình thì đừng quên bấm vào nút đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Các bạn đã lấy nhân vật Zeylan này chưa? Và các bạn đánh giá như thế nào về nhân vật này? Có mạnh hay không? Thì hãy chia sẻ ý kiến của các bạn xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các số video tiếp theo. Bye bye.